có chưa? Trời, chạy đề tháng này không mưa mà cái giếng rất là nhỏ, mà cái đòn mình có thể có nước tỉnh là coi như là rất là có phước. Thì xin thưa quý vị, khi đến đây bác mình ngồi đây để mở màn thì chúng tôi xin trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Bé Bảy đến đây đọc lại một đoạn sấm thi của đức thầy. Mà chậm làm anh là bị nói chuyện. Xin kính mời anh Bảy. Mà chậm của anh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa để quên đó, quay được. Sẵn sàng ở trên đỉnh núi Tà La ở Tứ Hiệu Điện. Chúng con hôm nay đến đây để viếng ảnh tích của Đức Thầy đã dẫn dắt ông đến đây để chiêm bái lại, nhằm mà noi gương thành của các ngài để tu học theo, để sau này được chứng kiến Đức Thầy. Chúng con xin thành kính diễn ngâm lại một đoạn trong bài để trên tên bắt của Đức Thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Liên qua chính phẩm ba ngọc tòa được linh thiên hoàng nay sai ta hạ giới giải khuyên truyền đạo lý giả dạng đi hàm vui đào mặn chẳng xong rồi trung hiếu giữ gìn phần con tôi thế sự bao la ta chẳng tiếng cảnh non bồng sẵn gì ngôi nước non náo nước giống nồi hồng gắn chí kiếm tìm chủ nhân ông. Tôi trẻ đầu xanh khoanh tay dê liễu lượng thâm tình ta biết xong thay cảnh đổi lòng nỗi biệt ly muốn gặp bạn son với linh kỳ nói sức bình bình sanh quanh nước lửa có một ngày chờ hỏi ân thi hôm mẹ thơ tiên
thân sanh đạo màu. Chẳng thấy việc đời mà góp thôi, tóm tắt ít lời âu việc chung. Thế sự mê hồn lụy sông mau, lời xưa cha nọ bồng con giờ khóc mò. Tan nát sớm diện khổ dữ an, nhà không kẻ ở ôi nôi trước. Nếu chẳng tin lời gặp thiết tha, lời xưa chi tích rõ việc này. Ai muốn mắt phàm gặp mê dòng mây, hãy ráng nghe lời ta mắt trước. Không dịch đạo đức phải phơi thay. Nam mô A Di Đà Phật.